18 tuổi đã làm giảng viên đại học. Thẩm Thi Quân sinh năm 1998, năm 2005 được bố đưa tới trường tiểu học nhập học vào lớp 1. Tuy nhiên ngay sau 2 năm cậu đã hoàn thành hết các chương trình tiểu học và trung học cơ sở sau khi được bố hướng dẫn. Năm 2007, cậu bé 9 tuổi Thẩm Thi Quân đã vô cùng nổi tiếng khi hoàn thành chương trình A-Level ở Anh, chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao được toàn thế giới công nhận. Sau đó, với điểm số hoàn hảo ở hai môn toán và toán cao cấp, Thẩm Thi Quân đã trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất của trường Đại học Baptist Hồng Kông ở độ tuổi thứ 9. Anh tham gia tổng cộng 32 khóa học ở bậc đại học và Thẩm Thi Quân chỉ mất 4 năm để tiếp tục hoàn thành bằng cử nhân và thạc sĩ. Vào năm 13 tuổi, Thẩm Thi Quân đã đến Đại học Texas, Mỹ để tiếp tục học lên tiến sĩ. Vào năm 2016, Thẩm Thi Quân, 18 tuổi đã hoàn thành bậc tiến sĩ và sau đó đến Đại học California với tư cách là trợ lý giáo sư, và lúc ấy cậu còn trẻ hơn tất cả các sinh viên trong trường.